Bạn sau bà có rốt nâng cho riêng xuống tự đọc bộng mai bộng phôn đàn dùng tạm tán thế xin hãy nấy. Bà chân bà y phì bà sâu hên chia tỷ mẹ trấy. Sau bà chui chạch bật tông bà subscribe cổ đồ chìa bà chui chạch bật tông bà lạch những xe đồng bày từ tù bà nấy. Bà át tập bọt bà thơm mây bà chìa riêng rọt ngay. Bà, xâm rạp bật ngày ni phong đai, bà chồng bạc có sâu mật vô ca, bà chụp chùn nấy. Bà hào ra sát pro chạm thằng ngày. Để trời bà chìa môi nâng bật ngày bốt. Bà tì đọc bàm pí, khai ú sư phía cho nàm pì bồn bà một phẩy bảy nỉ bà. Xâm rạp bốc mang bốn đai bà chồng đăng ẩm pì, bà chụp chỉ ta rì xây rồi bà luôn pro chạm thằng ngày. Rư có trong đăng ông Pi bà có buồn con cu tu tiếy. Bà thâm mây bà phòng đại nữ. Bà cũng lệnh ná. Một tam đàn tu sân á chỉ mùi nâng bà khlâm xa này trường lệch. Chỉ mùi nâng ca con cu tu tiếy. Nờ bà ạ tà bò tèng srong bà đôi tò tơ. Bà dương cơ lệch mà mơ bà có buồn bà dìm cơ la. Bà đã từng chỉ mùi nâng có buồn dìm cổ là nịp phong đái. Cứ chỉ có buồn khăn ông ca mơ bề và lìa để trở thử đồng nào. Nhiết tháng ngày bột tì đọc bàm bí khai ú sư phía cho nàm bì bọn bà mập hầy bà bây nịp phong đái bà. Đôi xa tay bà tháng ngày bột về lìa bề bật. Chắc bì mong bà mùi xôn xốn đòi mong bà bàm bầy mập hầy buồn nè tí. Bà cứ chế bê vô lìa bà thò mà đá. Bà xâm ra bê bênh bình lứ chắp bì mong pram bầy mà phầy buồn nè tì. Đào mong đọp bà xài sập pram bầy nè tì. Bà cứ chế bê vô lìa xảy rấy. Nâng xâm ra bê bà thằng ngày trọng chắp bì mong đọp bà xài sập pram bầy nè tì. Bà đào mong bà cứ mùi đọc bì nè tì. Bà cứ chế bê vô lìa tục sao bà. Đôi lái xâm rạp bê rô xíl chắp bì mong mùi đập bì nê tì đào mong bay xàm sập ra mùi nê tì nu bà cư chì bê vô lìa liếp chây. Xâm rạp bê lưng yết chắp bì mong bay xàm sập ra mùi nê tì đào mong pra mùi xôn xôn bà cư chì bê vô lìa cụ thân nạ bà. Chẳng hơi xâm rạp bụng mang bôn tèng ọc nì. Bà dương thua ca bà bì nất mơ có buôn dìm cỏ la. Bà xâm rạp bà thân ngay bột nì. Trời lần thứ ngày thì đọc bàm bì nì. Trời lần khai ưu sư phía cho nàm bì bòn mập hơi bây nì phong đái. Bà dương khơi nhà thà cư miên bê vô lìa lõ. Bà dương khơi nhà thà miên bê vô lìa đầm mần lõ. Bà chân châu bục mạng bà ôn tèng ọc nì. Châu lần phước ca chanh nằm ná đòi chất rơi dục bê vô lìa lõ lõ tờ tàm có buôn rùa miến. Cứ nâu bê bà rô xìl. Bà cứ nâu bê bình bình lư cổ đồ chía bà nâu bê bật bà. Xâm rạp bê lìa tèng bà bây nì phong đái. Bà lúc nè ai thua ca bà chơi rơ. Bà chạch nằm nào dọc bê lìa nà mùi cả bàn đai. Bà rùa ấy cứ sật sân ta chỉ bê lìa liếp bê lìa chế bê lìa xe rây xuất đầy. Bà đời lái xâm rạp bê lìa đài mà mình lọ với nụ. Bục mà ông bà ôn mình cú nè bà chạch nằm nào trong bê lìa tèng nụ nụ tê. Rùa miến. Bà cứ nâu bê bà thân ngại tròn. Cứ nâu bê bà là nghiệch bà. Nhưng khởi nhà tha xâm rạp bê vô lìa tèng bì nì. Cứ ai nôm nơi cửa, cứ ai nôm nơi rương để mất lõ. Để thua lục nẹ nâng cứ bị bạc con ông ca tục tôn, bị bạc con ông ca đo sài phóng đài bà. Chồ bà ăn đồng vọt tờ tàm có buôn, ở bàn trầm trớ. Đồng bầy vô liệp vô chây, vô sợ đầy sức đấy. Sọp chú mùi nâng trường lấy, sọp chú mùi nâng hồng sơi. Sọp chú mùi nâng có buôn dìm cỏ lá tèng ở kìa bà. Trong mắt có sông thua ca bà bần to chùn nơ. Bà cứ có buôn môi tiệt nụ. Bà cứ theo tân chùm môi nâng. Bà có buôn khăn ông ca mơ tứ tiên prom bầy. Bà theo tân chùm môi nâng có buôn khăn ông ca mơ tứ tiên prom bầy. Bà xâm rạp bà thằng ngày bà bột bà tì bà đọc prom bí. Khai ưu sư phía cho nàm bì bọn bà mập hầy bấy nì phong đài bà. Đôi xa tay bà cứ thằng ngày bột cứ miên cổng lang đọc rằm pì. Đoàn hàm rúa cứ thật nâu tử bà ấy sán. Bà cứ tử bà trông bà khang bà chứng. Đôi chân hai bộc mang bồn tèng ọc nìa bà môn bê thua đầm nào tử phá lâu chân ngay. Môn bê thua đầm nào tử phá lâu chết.
rư có tơ bông bênh cách ca nghe pro chăm thằng ngày bập xênh xênh phong đại nu. Cứ đâm râu bốc mai bông bôn trâu tờ bài mục trọc tư đã chia đang hàm rùa pro chăm thằng ngày chứ môn sấn. Cứ tự bãi xa nơi chứ môn sấn hơi xâm bẩn to trên năm nào tơ bông bênh cách ca nghe tam cỏ trọ bà. Cả nà tập bộc mạng bộn thuộc cả bài mục tổ tư ấy xa nơi rùi hơi. Miền này tập bộc mạng bộn cứ bàn bộng bình nào cả tập bộc cách mùi đo xâm khán. Bà đây bàn sổ dụng nơi thang bộ bộ, sổ dụng nơi sợi sức đây, sổ dụng nơi rương lò lò, sổ dụng rật thị ẩm nách, bà khăn ông ca ca bia, khăn ông ca thay rửa xa. Đó cách ca nghe rồi bộc mạng bộn phóng đài bà. Mình miền vầy bị bạn ủng tế, bà chô là nụ vật tự tàm bà khó buôn, bà khăn ông ca mơ tự tàng phẩm bày tàng ọc nia. Đông bay ơi, bà cứ bà thằng ngày bột. Trâu nên thằng ngày bà tì bà đọc rộng bí nì. Cứ miền tài bà sẽ để sọc nâng chùm rán. Miền tên liệp nâng chơi hình hình tên ở khní. Bà trong bà có số mà thua ca bà vẫn to chú nế. Bà chân lệch bà xâm rạp bà có buồn mùi tiết nụ. Bà cứ bà tê tông chú mùi nâng. Bà cứ hào ra sát pro chạm thằng ngày bà. Bởi dương cửa lệnh một mớ, bà hào ra sát pro chăm thằng ngày. Bà, đây là đừng thua ca con cu tục tiê, ông pi chụp chỉ ta được xây rồi bỏ lúc nẹ. Bà tiên đọc pi chân em, bà thật ta, nì thằng ngày bột, tì đọc bàm pi khai ưu sư phía chân em pi bòn một phẩy bấy nì. Ở lúc nẹ đã cạo nó khôn ông bà chân em, bà chia đồng bông kia nì cứ trời chú mùi nâng bà chân em chút. Đời xa tới miền thiệt tật, đời xa tới miền bông tèo đá pro. Rưu xây rồi bỏ bốc mang của ổn lúc. Bà khơi anh ta cứ bà thật lại sợ chọc phóng đài bà. Bà tết tân chứ mùi nâng bà cách ca nghìa ca rù nờ. Khân ông bà thằng ngày bột tì đọc bàm phì ní. Mình bà đó là tập hò lọ xâm ra bà lục nè bà có cách ca nghìa nà. Đài xâm khăn nụ tê. Rứ tư tùm nẹ tùm nông cách ca nghìa kháng khảo bì bố thả. Nghĩa chùa bà cứ rộng cửa rồi có tránh bao kê chuyển sọc mũi đỏ bà. Ta tân chú mùi nâng bà cách ca nghĩa tèng sợ trái tèng bà rò. Và tụ bày thơ với có tay anh ta cắt nâu bánh hà ở riêng xế. Hãy đưa cho này hỡi trâu ọt một tờ bướng rao tèng nì. Mình ai cho dê gì cắt bà. Xâm rạp bà ca thơ chùm nuôi. Cho buôn nẹ bà có bà bò rộng xì chùi đô vĩnh. Lúc này chuông bà chuông bà rương khoai khoal bùa tái. Cả thơ chùm nuôn tì chật ngài. Mình xóm đôi bà có bồn mà nụ tê. Bùa tái ổng côi xa ngáp tròn chiêng bà. Đôi lại xâm rạp bánh hà sẽ đề xin hà bà sợi. Miền cả bà cứ bài bùa lô bà đô bà. Bùa chuông trâu râu khní bùa chuông bẹ mục giác đạc khní bà. Chẳng này cứ chỉ chốc chỉ ta rửa xây rồi bỏ lúc nẹ đã cao nó khôn ông bởi chân em chút bà rửa xây nia thằng ngày bột. Trong nó thằng ngày tì bà đọc pram bì nì bà. Trong bát có sổ mật thuở ca con cu tu tiê nở trường lệ xâm rạp chân em cầm nát chìa bần to tự tiệt bà cứ trâu chứ môi nâng bỏ lúc nẹ. Bà đã cao nó khôn ông bởi chân em chân lâu vành bà đòn bà. Rửa xây rồi bỏ lúc nẹ đã cao nó khôn ông bởi chân em chân lâu. Nì bật thằng ngày bốt tì đọc rằm bì kẻ ưu sư phía chân em bì bòn một hồi bấy nì bà. Đời xa tới chân em chân lâu miền thiệt đầy. Đời xa tới chân em chân lâu miền bông cư bà mần ưu bỏ. Rìa xây rồi bỏ lục nẹ nụ khởi anh thà cư bà thật lẽ sợ chọc phóng đài bà. Bà tê tân chư mùi nâng bà ca ru nờ khôn ông thằng ngày nì. Đời xa tới đuông chị ta rìa xây rồi bỏ lục nẹ khởi anh thà bà thật lẽ sợ chọc. Mà hơi tùa lục nẹ bà thừa vầy. Có ai từ tùa ruông nào cả rì cuốn. Rư có trâu kê xa đây bẩn tốt. Đôi bà ca nà mùi phóng đài bà. Tờ tương chú mùi nâng cách ca nghĩa. Cà bà có cách ca nghĩa. Bốm ai dục bà chật chèo chào. Đặng bà ở một bà nữ tế. Bà giát cát nâu rương rao. Bà cứ thùm. Đôi bà ca nà mùi. Để ai cát mới lợn bà. Cả thơ chùm nuôi, bao chỉ nẹ bà có bà bò rộng xì chuông đô vĩnh. Tôi chuông tì chất ngài ca rộng phòng cầm rai. Chụp ca lộng ba hơi bị xa ca chuông tì chất ôi bà giác bà chùm lùi viết thèm tiệt bà. Chồng bố bà nhà sức đây xin hạ bà sợi. Đài là mần tuôn miên củ cọp cùng khởi phìm sở lành phát.
ប្រយ័ត្នជួបរឿងបកម្មក្រាស់នៅពេលក្រោយបាទអញ្ចឹងបាទនេះគឺជាជោគជ័យរិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបាឆ្នាំបាជូតបាឆ្នាំឆ្លូវបាឫស័យនីថ្ងៃបាគឺពុតបាទទី 7 ឆ្នាំបាខែវិញម្ដងបាទរិស័យរបស់លោកអ្នកដកនៅក្នុងបីឆ្នាំខាលបាទនីបើថ្ងៃពុទ្ធទី13បើខែបើឧសភាឆ្នាំ2023នេះផងដែរបាទដោយសារតែបើឆ្នាំខាលគឺមានធាតុសើគឺមានបពងបាយៈស្រីរិស័យរបស់លោកអ្នកនោះឃើញថាគឺបើល្អជាមធ្យមនោះទេបាទ តើតឹងជាមួយនឹងការរស់នៅបើយើងឃើញថារសារតែមានភាពបើគឺឧបទ្រពនៅតាមបើជាប់នៅឡើយម្លោះហើយលោកអ្នកឲ្យប្រយ័ត្នការមានទំនាស់ជាមួយនឹងក្រុមមនុស្សនៅក្បែរខ្លួននិងសមាជិកបើក្រុមគ្រួសារដោយប្រការណាមួយបាទតើតឹងជាមួយនឹងកិច្ចការងារក្រៅពីនេះបើលោកអ្នកមានប្រកបកិច្ចការងារអ្វី ច្រើនមានការបើគឺរាំងស្ទះហើយបើក្រុមមនុស្សបើបៀតបៀនយាយីឃើញថាមានចំនួនច្រើនបាទការធ្វើចំនួនអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរបើវិញមិនត្រូវយកភាពបើប្រយ័ត្នប្រចាំឆ្នាំនេះដាក់ចំពោះមុខឬក៏បង្ករឿងថ្នាំងថ្នាក់ចំពោះបើអ្នកដតីប្រយ័ត្នកើតនៅឧបទ្រពចង្រៃការលក់ដូរកាន់តែមិនដាច់ទៅទៀតបាទ ចំពោះបញ្ហាស្រីស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំមានការប្រឆាំងនិងប្រទាំងប្រទើបើច្រើនផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាជោគជ័យរិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំខាលបាទរិស័យនីបើថ្ងៃពុទ្ធត្រូវនៅថ្ងៃទី 17 ឡើយសម្រាប់ឆ្នាំកំណត់ជាបន្តទៅទៀតបាទគឺត្រូវជាមួយនឹងបពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំថោះបាទរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះនីបើថ្ងៃពុទ្ធទី 17ខែឧសភាឆ្នាំ2026នេះបាទអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំថោះដោយសារតែមានធាតុសើដោយសារតែមានពងគឺបើមនុស្សស្រី បបិព្រោះថាងាយបាទជួបនៅរឿងរាវបាទយាយីជាងសពមួយដងបាទការធ្វើចំនួនសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការប្រជែងគ្នាច្រើននិងពិសេសមានការប្រទាំងប្រទើសជាមួយនឹងអ្នកដែលមានមុខរបរដូចគ្នាផងដែរគួរមានការបើកចិត្តឲ្យទូលាយបន្តិចទៅគ្នារឿងរាវចម្រងចម្រាស់ដែលអាចកើតមានឡើងទៅរួចបាទ ដោយឡែកសម្រាប់បញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីមានការរកកម្មចិត្តព្រោះតែម្នាក់ម្នាក់ចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះគ្នាដោយមិនសូវចេះអត់ឱននឹងគ្នាប៉ុន្មានសោះឡើយបាទអញ្ចឹងបាទនេះគឺជាជោគជ័យរិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំថោះបរិស័យនីថ្ងៃបពុតត្រូវថ្ងៃទី 17ឆ្នាំកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបើអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំរោងវិញម្ដងបាទរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងនាថ្ងៃពុទ្ធទី 17ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះបាទអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងដោយសារតែមានបទធាតុមាសដោយសារតែមានពងគឺទេវតាប្រុស រិស័យរបស់លោកអ្នកនោះឃើញថាគឺបើធ្លាក់ស្រុតចុះផងដែរបាទនៅក្នុងបើថ្ងៃនេះផងដែរបើលោកអ្នកឲ្យប្រយ័ត្នបញ្ហាគឺឧបទ្វហេតុនិងការទទួលរងបើឈឺខ្លួនប្រានដោយប្រការណាមួយ
Xem rạp cách ca nghe, ca thơ đồng nào, bà có cách ca nghe. Bà cứ bà chẳng ngày chết, bà mần sâu miền sọc sơ vật tập hiệp tế, bần thay em ca prong pra giác, có lọ pra xa ở bà. Ca thơ châm nuôi, nẹ bà có bà rộng xì chuyện đô, nó khăn ông thay ngày nì. Miền ca sọc sau, khăn ông ca rộp châm nốt bần tế. Hỏi ca chuyện thì chất ngày thì sót, nghe miền châm lua thèm tiệt. Được chân hỏi, bà cù dò bà phiệp khẳng tây đã khlua nói bàn chá ơn tơ bà lò bà xà bà. Cho bố bà nhà sạc đại sạc hà bà xà rây công lọc cà mông công chong tùm môn sạc kìl bà giặt cà nở rương thôm khá miên nở nà chuối cà bà. Nhưng chân đi cư chì chục tài rưu xây rồi bà lục nè đại cà nông khôn ông bà chân nàm bà rốn bà rưu xây nìa thang ngay bốt tì bà đọc pram phí nì bà. Trong bà có xô mật thuở cà bà con cù tù tí ấy. Nơi chân lê xâm rạp chân em cầm nạt chìa bần tỏ tự tiết bà cứ trâu cho mùi nâng bà ọ lục nè đã cả nó có nóng bà chân em mà xanh mình đón bà. Bà dân cơ lê mà mơ rưu xây rồi bà lục nè đã cả chân em mà xanh. Nghĩa thương ngay bột tỷ đọc rạm bì khả ưu xe phía chân em bì bòn một phẩy bảy nì. Xâm rạp chân em mà xanh miên thiệt phường, xâm rạp chân em mà xanh miên bông cư bà mần ủ bro. Rưu xây rồi bà lục nè nô khơi anh ta cư bà lõ chìa mà xông nụ tề bà. Nó có nông bà thằng ngày ni, cả thơ đâm na tì chất ngà hay, cho bà giát bè dục bà lục. Rồi nghe rộng cửa đòi xa cổng mà nu, bà cứ biết biết gì gì. Xâm rạp bà cách ca nghe, lục nẹ bà miên cũng rộng trong thơ vây mùi. Rứ xâm rạch chật trong bà cọp cách ca nghe vầy, có bầy bà giai, thì bà nghe ý, chua bà cửa chanh bà kể nàng. Cả thơ chùm nuồn, xâm rạp nẹ bà cò bà rộng xì chùn đô, lục nẹ trâu lây lô cực cù bình chi bà ca oi bàn chùm bà lô. Hỏi trâu tù tọt oi rùi rõl, bà giật cà nâu chùm lùi viết đòi bà ca nà mùi. Đôi lại xâm rạp bà nhà, xa kê xa nè hà bà rây cùm lọc cà mông, miền cà lụt lò tổ mộc lò, tay cà nghi thòi cỏi nát phong đai, cù miền cà bà giật bà giày bà. Nhưng rồi bỏ bộc mạng ôn là cả nông khôn ông bà chân em mà xanh. Rồi xây nha thằng ngày bột trần thằng ngày tí bà đọc pram phí nì bà. Trong bát có xôm thua ca con cú tu tì nâu chân lê xâm rạp chân em cầm nát chìa bần tỏ tự tiết bà cứ trời chú mùi nâng. Bà ọ lục nè đà cả nông khôn ông bà chân em mô mì bình bà đoàn bà. Rồi xây rồi bỏ ọ lục nè đà cả nông khôn ông bà chân em mô mì. Nì bật thằng ngày bột. Bà tì đọc pram phì khả ưu spiê chân em bì bòn bà mập hơi bấy nì bà. Lúc nè đà kà chân em mô mì đò xa tìm miên thịt bà cư plơng đò xa tìm miên bông cư tèo đà srei. Rì xây rù bà lúc nè nô khôn thà cư bà cư bùa trà đà tèm đòn bà. Tết tông chì mùi nâng kà ruôn nơ khôn ông thường ngày nì. Bà đó là tập hò lò lò xâm rạp lúc nè tầm nông bà cách kà nghỉa. Có đôi chìa ca cho cha, có đôi chìa ca tìm tìa với mùi phong đài, ba. Cái đạo bình đi phong đài, khơi anh ta là tập hò lò, khôn ông ca tâm nẹ tâm nông. Bà ca nghe rư co ruộm tiền ca bà co, bà cục cồng, bà prạ ca. Phong đài nu, ca chập đào màn vọt bàn bình tỷ hời, ba. Xâm ra bà cách ca nghe, bà dân khơi nhà tha chùm nay, bà nó khôn ông thằng ngày ni. Bà ca bổng bênh cách ca nghe, tuốt tịch rước cỏ trả ấn. Có tay anh ta miên, phía bà lụt lo lo, cua chứ tí bênh chật. Cả thơ chùm nuồn. Châm bùa nẹ bà co bà bò rục xì chùn đô, miên cả tình cho lụa chánh. Bà cron rùa rô vợt bần tịch vệnh, ai phò cầm rai tự xót. Khơi tha cron chứ tí bà cỏ cỏ đào. Đổi lại xâm rạp bánh hà sạch sạch hà bố sạch cầm lọc cầm mồm. Và cứ miền phiếp sở sạch, phiếp đổi chìa trái khăn ông tật anh chàng phóng đài bà. Anh chàng đi cứ chú chúc chú ta rưu xây rồi bỏ lục nẹ đà khát chân em mô mì. Bà rưu xây nìa thang ngày bốt tì đọc pram phí nì bà. Trong bát có xô mật vừa cả con cú tu tì nâu chân lê xâm rạp chân em cầm nát chìa bần tỏ tử tiết. Bà cứ trời cho mùi nắng. Bà ọ lục nẹ đà khát nó khăn ông bà chân em mô mè bà. Rồi xây rồi bỏ lục nè đại cao chân em mô mế. Nhiệt thằng ngày bốt tì đọc pram phì khả ưu xe phía chân em bì bòn mô phẩy bấy nì. Chân em mô mế đời xa tìm miên thiệt miết đời xa tìm miên bông cư bà tèo đà xây. Rồi xây rồi bỏ bông mạng phô nô khôi anh thà cư bà cụ bùa trà đại tèm đoan bà. Tèng xe phía bà rò tèng xe phía bà rì kà rù nơ rồi bỏ lục nè trâu chè riêp chòm cru xá.
rồi chỉ riệp chòm phạ các oi bán lò tờ phổ miền ở vây bản nôm ở rích bôn phiệp lòng bạc lòng bần nếp bể cầu bạc xâm ra bậc cây càng nghe ca prakop cây càng nghe đời xa thầy đuông chỉ ta đưa xây cơ thà bà lăng của bùa đưa chỉ này hơi ai xâm rọc bàn hơi vì bố thà phòl tay ta hồi mộ quên kron chỉ tì bày chật chỉ này ca thơ chùm đuông nè prakop ra bò rộc xì chuông đô nô con ông bật ngay bột tì đọc bàm bì ni đái bà lục nè chong plak bà đô mô ra bò thamay thamay rư bà thơ chùm đuông tôi thông tay ta bà đò lật ta phòl ol ol mộc quên chỉ này xâm ra bánh hà sức đầy xa này hà bảo sở đầy công lọc cổ mông bảo miên bánh hà lọ có co plow chất thì ngày ní ai bài mọc bà cư lộc lỡ nâng dốc chất khi ní tâm vinh tâm mọc lăng vinh phong đài ba chẳng ní cư chì chục chì ta rưu xây bà lục nẹ đá cát chân nàm bà mô mê bà rưu xây ní thằng ngày bột tí bà đọc pram phí ní ba cho bác có xôn thua ca bần to chùn nở bà chân lê xâm rạp chân nằm cũng nát chìa bần to từ tiệt cứ trái chứ môi nâng bà lục nẹ đà cao nó có nông bà chân nằm vọc bà riêng xây rồi bà lục nẹ đà cao chân nằm vọc nếu thằng ai bốt thì đọc bàm bì khai ưu sư phía chân nằm bí bòn một phải bấy nì bà chân nằm vọc đa xa tầm miền thiệt đái đa xa tầm miền bông cư bà dạ bò riêng xây rồi bà lục nẹ nô khơi thà cư bà lõ chìa mơ xông nụ tê bà tất tân chú mùi nâng ca rùn nâu rồi bỏ á lục nẹ đã có nông khôn ông chân nam sát xoá ni đổi xa thay rưu xây rồi bỏ lục nẹ khơi thà nâu cũng rất bà lo chìa mùi xôm đổi chân này hơi lục nẹ tòng tàn tròn chăm thà miên mọc hơi có trâu tờ miên trở lọc tờ vinh phong đài hơi có miên trở lọc tờ vinh mùi tiết thèm tiết đổi chân này hơi khơi thà vầy vầy mần tiền tọt bà hẹt ni bà miền bành hà rư rư rào trâu tò su ọt mốt tợp chì kà lò prò xà bòm phật ta tân chú mùi anh cây ca nghe nô con ông thường ngày ní ca prakop cây ca nghe cho bà giát ca bà tổng kê xong đầy nà mùi chú mùi nâng cồng mù nu nâu cơ bài khuôn ca thơ chùm nuôi nẹ prakop bà bò rộng xì chuông đô thường ngày nì vinh lục nè bà cư chùa bường khoai khoa chất hẳn bố tất cả thơ chùm nuôi tì chất ngay màn xóm đôi bà có bồn mà nữ tê chẳng ta ổng cối xa nghe bà rưu có đỏ đằng hám cho chẳng chiêng bà chứ bố cả thơ đâm nà tì chất ngay cho bà giặt cổ rộng mà nữ biết biên dì dí đôi bà kà nà mùi bà chồng bố bà nhà hà sẽ đề xa này hà bà rơi miền kà bà rộp đọc là bố chuôn bà em lại bố chuôn bẹ mục dạ đạc khỉ ở bà chẳng đi cư chì chục chì ta rưu xây rồi bỏ lúc nè đã có nó không bao nhiêu năm vô bà rưu xây nìa thằng ngày bột trong thằng ngày thì bà đọc pram phí nì bà trong bát có xô mà thuộc ca bà bần to chút nế bà chân lê xâm rạp cho nàm cũng nà chì bần to tự thiệt cứ trao cho mùi nâng bỏ lúc nè đã có nó không bao nhiêu năm bà rô cả bà rưu xây rồi bỏ lúc nè đã có cho nàm rô cả bà nì bật thằng ngày bốt thì bà đọc pram pi khai ưu sư phía chân nàm pi bòn mà phải bấy nì bà chân nàm rô ca miền thiệt đại chân nàm rô ca miền bông cư dẹp rô rưu xây rô bà lục nẹ nụ khôi anh thà cư lò chìa mô xông nụ tê bà tất tân chì mùi nâng ca ruôn nâu con ông thằng ngày nì đồng nà ơ chì vớt rô bà lục nẹ chuộp nâu lơ cầm nát plâu rô đẹp rô đọc nâng miền bà nhà hà bà tóc luôn dê dì mùi chùm nuồn tất tông chúng mình đang cày cang nghe cày, prakop cày cang nghe khởi tha bồ miên ở vai prà prub đồ pla cua chư ti cọt sâm cọt tế cứ vai vai đôi sâm mùi đòn tai bên nọ. Sâm rắp cá thôi chấm nuôi, nẹp prakop prabo rốc si chuôi đồ vĩnh. Tu chuôi ti chật ngay cày rốc phò cầm rai miên cày hồ trồi mùi mùi còn bầm bình bầm bông tai bờ trăng thôi chấm nuôi thôm thôm nú. Khởi tha tai ta chuộp nâu phò là cọt chả ăn bà chieng phò là o bẩn tẩy bà. Đời lại, xâm rạp bánh hà sức đầy xa này hà bảo sở đầy cầm lọc cổ mộng. Rưu có bùa mai bởi mạch cái đầy. Miền ca chạy ọt ổn ở khní nâng bảo sở đầy tựa tông khní bà lọ bảo sở bà. Mình chẳng đi cư chì chục chì ta rưu xây rồi bỏ lục nẹ đà cao nông khôn ông bà chân nam rô ca. Bà rưu xây nìa thằng ngày bột. Trong thằng ngày tì bà đọc pram phí nì bà. Trong bát có xôm thua ca côn cú tu tìa nở chân lê xâm rạp chân nàm cầm nát chia bần to tự tiệt cứ trăng chân môi nâng lục nè đại cao chân nàm cho. Rết xây rồi bỏ lục nè đại cao chân nàm cho nì thằng ngày bột tì đọc pram pi cả ưu sư phía chân nàm pi bòn mà phải bày nì. Bây chân nàm cho miền thiệt đầy chân nàm cho miền bông cứ dạ xây rồi bỏ lục nè nụ khơi thà cứ thật lạ sọt cho phong đài bà.
ការរស់នៅកំឡុងពេលនេះលោកអ្នកឲ្យប្រយ័ត្នបើទៅលើបញ្ហាសុខភាពនិងក្រៅពីនេះដែរឲ្យប្រយ័ត្នគ្រោះចាញ់បោកគេសម្រាប់កិច្ចការងារក្រៅពីនេះដែរលោកអ្នកក៏តែងតែជួបនៅរឿងរ៉ាវខ្វាយខ្វល់ច្រើនផងដែរការធ្វើចំនួនអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាមិនផ្ដល់លទ្ធផលល្អសម្រាប់ការធ្វើចំនួនធំធំប៉ុន្មាននោះទេព្រោះថា ផលកំរៃមិនឆ្លើយតបដោយសេចក្តីប៉ងផ្នែកប៉ុន្មានសោះឡើយដោយឡែកសម្រាប់បញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំបើឃើញថាជួបរឿងបើប្រទាំងប្រទើនិងបង្ករឿងចំពោះគ្នាច្រើនបើជាងសពមួយដងបាទដោយឡែកសម្រាប់បើឃើញថាបាទនេះគឺជាជោគជតារិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំបើចោះ បារិស័យនាថ្ងៃបពុត្រត្រូវថ្ងៃទី12នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគុនគូទូទាយនៅជើងលេខសម្រាប់ឆ្នាំកំណើតជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបើអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំកុលបាទរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលនាថ្ងៃពុធទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះ ឆ្នាំកុលមានធាតុទឹកឆ្នាំកុលមានពងគឺបំរុស្រីឫស្សីរបស់លោកអ្នកនោះឃើញថាគឺបាក់ពោះត្រដាតតែម្ដងបាទថ្ងៃនេះផងដែរឃើញថាទទួលបានលទ្ធផលអាក្រក់បើប្រងរត់ចូលត្រូវត្រឡប់បែរជាហោះរំលងឬមិនហ៊ានចូលក្បែរនាំលោកអ្នកជួបការលំបាកបន្តទៅទៀតនោះឡើយ សម្រាប់បទតាងជាមួយនឹងកិច្ចការងារវិញឃើញថាការប្រកបកិច្ចការងារបាទពុំមានអ្វីចូលមកយាយីនាំពិបាកត្រូវពុះពៀឆ្លងកាត់នោះទេឬត្រូវប្រឈមនោះទេការធ្វើជំនួយអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរបាទលោកអ្នកចង់ចេញធ្វើជំនួយទីជិតឆ្ងាយតែងតែផ្ដល់លទ្ធផលបផលកំរៃហូរចូលបាទតក់តក់ក្រាន់បំពេញបំពង់នឹងចិញ្ចឹមគ្រួសារបាទ បញ្ហាសក្តិស្នេហាប្រុសស្រីបើពុំទាន់មានគូគប់ជាឱកាសល្អក្នុងការស្វែងរកគូឬក៏មានការចូលស្តីដណ្ដឹងដល់ចាស់ទុំផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាជោគជ័យរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំកុលរាសីនាថ្ងៃពុធត្រូវនៅថ្ងៃទី17នេះបាទ សម្រាប់បការបច្ចុប្បន្នបហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃដែលត្រូវជាមួយនឹងថ្ងៃពុធទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់ផងដែរបាទសូមបងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅ Channel EPSA នោះក៏សូមជួយចុចប៊ូតុងបើSubscribeក៏ជួយចុចប៊ូតុងបើLikeនិងShareដើម្បីទទួលបាននៅបើអត្ថបទថ្មីៗ បើចំណេះដឹងថ្មីៗក៏ដូចជាក្បួនគុនគូទូទាយដែលខ្ញុំបាទក៏តែងតែធ្វើការដកស្រង់តែងតែធ្វើការស្វែងរកយកនៅអត្ថបទទាំងនោះមកចែកចម្លែកទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាផងដែរបាទពីខ្ញុំបាទបីពីសិរិង្គសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបបាទយើងនឹងវិលមកជួបគ្នានៅអត្ថបទល្អៗអត្ថបទថ្មីៗក្រោយៗទៀតបាទសូមបាទអរគុណ